Em xin chào anh em nha. Trả lời kinh máy công cụ Đức Tùng, em xin test con máy tiện Wasino leo nha anh em. Đây, tình trạng của em rồi đây. Cái này là nước sơn zin nguyên bản luôn anh em. Con này là chạy 16 số nha anh em. Đấy. Đây, kết mé đây. Băng này nguyên zin luôn anh em. Băng này là không có đụng chạm gì tới hết nha. Đây. Không có bị sọc mà không có bị khớp luôn. Đây, tờ giao đây. Con này điện còn xài điện 3 pha 200 nha anh em. 3 pha 200 zin của Nhật luôn. Rồi, để em đo kích thước cho anh em xem con máy tiện này nha. Con này là chống tâm nó là đây. Con này là chống tâm 860. Đây, Wasino leo. Còn con này là cái qua đài xá giao nó là được 14 nha anh em. Đây, 14. Con này nó chạy cái mâm cặp là 23 nha. Con này qua băng nó là được 28 nha anh em. Thế là đó, qua băng nó được 28. Con này cái lỗ nó chắc 50-55 gì đó. Đo, khó đo quá. Rồi, như lỗ như 50 đi chắc ăn. 50-52 gì đó. Rồi, để em test chạy cho anh em xem con này nha. Đây, lúc nguộn đây. Con này là châm nhớt ở đây. Mở máy ốc thì ra châm nhớt ở đây. Còn anh em về, anh em mà có xả nhớt, thay nhớt cái lần ốc xả nhớt ở đây nằm bên đây nha. Đó. Con này có máng nước luôn, máng hứng phôi luôn.
Rồi, em test chạy. Bây giờ em chạy bốn mươi tám vòng trên phút nha anh em. Rồi em gạt qua A nè, em chạy 155 vòng trên phút nè. Đó. Đó, máy chạy im nha anh em. Em thử hết các số luôn. Đây 243 vòng trên phút luôn. Đó. Rồi, em chạy 77 vòng trên phút nè. Rồi, em chạy 18 vòng trên phút này. Máy chạy im nha anh em. Rồi, em chạy 375 vòng trên phút nè. Đó. Con này nó tới 16 số luôn anh em. Rồi. Em chạy 580 vòng trên phút nè. Đó. Em để cái máy sát gần với em, để điện thoại gần với cái máy luôn nè. Đó anh em nha. Rồi em chạy 185 vòng trên phút nha. Đó. Rồi, em chạy 950 ý 300 vòng trên phút nè. Đó. Mấy cái số này là hồi trước người ta họ thường tiện nha anh em. Nhưng chạy vẫn im. Rồi em chạy 955 vòng trên phút nè. Đó. Đứng đây là gió mát thôi. Gió mâm cặp thổi ra rất là mát luôn. Đó, cái số lớn này chạy nghe im nha anh em. Rồi. Giờ em chạy là 1500 nè. Đó, 1500 vòng trên phút nè. Đó. Em dùng năm cặp chạy nè. Rồi. Có thắng đàng hoàng anh em. Rồi em chạy 475 vòng trên phút nè. Rồi em chạy số 19 vòng trên phút nè. Đó. Im nha anh em. Rồi em chạy 60 vòng trên phút nữa ha, giáp số. Đó. Số nào như số nấy nha anh em. Rồi
Rồi bây giờ để em chạy 155 vòng tính phút đi. Em chạy cho đó, chạy tự động là mình bật cái này nha anh em. Mình mới mình bên cái dàn tự động mới về, mình để số chạy chậm chậm thôi đó nè, ngắt ngay giữa là mo nè, bật về bên phải là đảo chiều nè, nó chạy chiều này phải không, đây nó chạy chiều này, bật về bên trái đây nè, giữa mo nè, bật về bên trái nè, là chạy ngược lên anh em, đảo chiều nha anh em. Rồi rồi đây là cũng DFE là cũng tăng tốc của chạy tự động nha anh em. Rồi đây từ 1 tới 8 là nó cũng thay gì là mình thay 8 cái sắp 8 là thay 8 cái nhông nha, sắp 8 cái nhông, nhưng đây là nó từ 1 tới 8 là để mình khỏi cần phải sắp nhông. Rồi đây cũng vậy, nhanh chậm đây nè, nhanh nè phải không, em xoay lại nè. Nó nhanh chậm. Rồi còn đây bật qua đó, chạy ép me răng nè, bật nó lại chạy ép me trơn nè đó. Rồi máy rất dễ sử dụng anh em. Rồi bây giờ em cho nó chạy nhanh nhanh tí để dễ dễ thấy. 243 vòng trên phút đi đó. Rồi đây cái cần này á, mình gạt qua bên kéo ra ngoài đây, nó có ba nắp nè, đây đây kéo ra ngoài đè xuống đó là chạy bằng giao trên nha, đó chạy tự động bằng giao trên nè, mình gạt lên xô vô xô lúc vô đây bật xuống là chạy bằng giao dưới nha, đây giao dưới chạy nè. Rồi mình muốn chạy ít me, chạy ít me răng là mình bật cái này qua đây đó, bật qua là chạy ít me răng nè. Rồi cái cần này nè, mình gạt lên kéo lên đây nè, kéo lên đó là chạy ít me răng nha anh em. Đó đó, nó gần tới cái mang cặp đêm quay xích gà tí đây, bật lên đây, bật cần này lên nè đó, và chạy răng nha anh em. Rồi em test con tiện Wasino Leo này là chạy ok nha anh em. Anh em nào có nhu cầu sử dụng con này thì liên hệ với số điện thoại là 0938312207 nha anh em, công ty Đức Tùng. Con này á, em xin nói giá luôn là con này là 77 triệu nha anh em. Con Wasino Leo này 77 triệu. Đó anh em nào có nhu cầu sử dụng thì alo em. Rồi em xin cảm ơn nha.